Nhưng mà chị Kim Bơ không biết con mốc là con gì hết. Hello, chị Kim Bơ mến chào tất cả các em. Các em ơi, ngày hôm qua chị Kim Bơ đã dẫn các em đi siêu thị và chúng ta đã có mua một số đồ chơi phải không nè. Và trong đó có hai cái món đồ này rất là dễ thương. Những em nào mà chưa xem cái video đó thì các em hãy vào trong channel của chị Kim Bơ để xem video đi siêu thị nha. Và nếu mà các em muốn chị Kim Bơ mua cái gì ở trong siêu thị thì các em để dưới bình luận cho chị Kim Bơ biết. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem hai cái món này là cái gì mà dễ thương quá nha. Các em ơi, chị Kim Bơ chỉ mua có hai cái thôi. Tại vì cái này là lần đầu tiên chị Kim Bơ chơi cái đồ chơi này luôn, cho nên không biết là chị Kim Bơ có thích hay không, cho nên chỉ mua hai cái thôi. Nếu mà chúng ta thích, nếu mà chị Kim Bơ thích và các em thích nữa thì chúng ta sẽ mua thêm nha. Chị Kim Bơ sẽ mua thêm về chơi ha. Để xem chúng ta hãy mở cái nào trước đây. Các em muốn mở cái nào, cái tròn hay là cái dài? Thì chị Kim Bơ mở cái tròn đi. Cái này hình như người ta gọi là Pick Me Pops. Các em thấy có dễ thương hay không? Giống như là một cái cây kẹo mút luôn. Màu hồng rất là đáng yêu. Ở trong này sẽ có một chú thú cưng rất là dễ thương. Các em ơi, để chị Kim Bơ xem. Ở trong đây có tất cả mấy món nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, chỉ có cái nhỏ như thế này mà 6 món ở trong này à. Không biết có nên tin hay không, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy mở ra xem sao nha. Ok em ơi, ở trên đây nó có ghi là chúng ta có hơn 45 con thú để chúng ta có thể sưu tập luôn đó. Mở ra giống như là đang ăn kẹo vậy đó các em. Ngon ngon. Các em đã có thấy anh chị nào chơi cái trò chơi này chưa? Nono chơi món đồ chơi này chưa? Chị Kim Bơ thì đây là lần đầu tiên luôn. Ở dưới đây thì là màu tím, còn ở trên thì màu trong suốt này các em. Dễ thương quá trời luôn. Bây giờ chị Kim Bơ sẽ mở ra nha. Ở đây chúng ta có một cái nút để mở này các em. Ha! Ở trong này có gì đây? Ở trong này có một miếng giấy. Và cái gì nữa? Cái này cái gì trời? À, vậy là con thú cưng của chúng ta sẽ ở trong này nha. Các em có muốn gì Kim Bơ sưu tập cái thú cưng này hay không? Wow, cái này chúng ta có thể đựng đồ chơi hay là bất cứ thứ gì mà chúng ta thích ở trong này. Nhưng mà quan trọng là ở đây. Nhưng mà trước khi mở cái này thì chị Kim Bơ sẽ xem. Ủa, cái này là cái gì mà dễ thương vậy? Đó các em, cái này là cái gì mà dễ thương quá trời luôn. Giống như là một bức thư luôn. Đó các em, giống như một bức thư luôn ha. Chị Kim Bơ sẽ mở bức thư này ra nha. Ủa, nó như cái gì vậy ta? Wow, còn cái này thì rất là đẹp luôn. Ở trong này có rất là nhiều những con thú mà chúng ta có thể sưu tập. Đẹp không các em? Có rất là nhiều luôn. Wow. Còn ở bên này nữa nè. Những cái con thú ở trong chính giữa này các em là những con thú rất là hiếm đó nha. Không biết ngày hôm nay chị Kim Bơ sẽ được con thú nào nữa đây? Con thú nào sẽ là thú cưng của chị Kim Bơ ngoài bé Kem và bé Bơ? Rồi bây giờ đến phần quan trọng nha, chúng ta sẽ mở cái này ra. Wow, cái bịch màu hồng rất là dễ thương các em ơi. Cái này... Wow, thơm quá trời thơm luôn. Chị Kim Bơ vừa mới cắt ra thôi là nó ngào ngạt mùi thơm luôn các em. Thơm mùi kẹo bông gòn. Wow, trời, cái mùi thơm còn hơn là squishy chính hãng luôn. Wow. Chị Kim Bơ, làm chị Kim Bơ thèm kẹo bông gòn quá trời luôn.
Kem sẵn sàng chưa? Chị Kem Bơ sẽ mở ra nha. Xem ở trong này có thú cưng gì đây. Ở trong này có thú cưng gì đây. Kem ơi, cái con này tên tiếng Anh nó là The Walrus, nhưng mà tên tiếng Việt chị Kem Bơ không biết nó là con gì nữa. Khi mà chị Kem Bơ dịch sang tiếng Việt đó thì nó ghi là con móc, nhưng mà chị Kem Bơ không biết con móc là con gì hết. Người ta có dịch sang tiếng Việt là con hải mã nữa. Con hải mã thì giống như là con ngựa biển vậy các em ha. Tại vì hải là biển nè, còn mã là ngựa. Chẳng lẽ là ngựa biển hả? Nhưng mà nhìn nó đâu có giống con ngựa gì chút nào đâu các em ha. Cho nên chị Kimber cũng không biết chính xác tiếng Việt cái con này gọi là con gì luôn. Cho nên những em nào mà thông thái mà biết được thì nhớ nói cho chị Kimber và những bạn khác biết nha. Tại chị Kimber không biết. Rồi cái này chị Kimber sẽ móc vào trong cái túi xách của chị Kimber. Tại vì nó rất là thơm luôn các em. Thơm còn hơn là squishy luôn. Wow, thơm ngọt thiệt là ngọt luôn á. Nhưng mà cái này là giống như là thú nhồi bông này các em, chứ không phải là dạng squishy đâu. Wow, thích quá. Chị Kimber sẽ để sang một bên. Cái con của chị lấy được đó chính là một con bình thường thôi. Hôm nào chị Kimber hy vọng là chị Kimber có thể sưu tập được một con thật là hiếm nha. Ta-da! Tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái này. Cái này cũng là cùng hiệu cái này luôn các em. Chị Kimber nghĩ cái này là Pick Me Pops. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra nha. Cái này giống như là một cây kem luôn á các em. Các em ơi, chị Kem Bơ thích cái hình dáng này hơn là cái tròn này. Nhưng mà cái nào cũng dễ thương hết. Các em thích nhất là cái nào nè? Các em biết tại sao không? Tại vì chị Kem Bơ thích ăn kem hơn là ăn kẹo. Em nào thích ăn kem và em nào thích ăn kẹo nè. Để xem chúng ta có nhiều em thích ăn kem hơn hay nhiều em thích ăn kẹo hơn. Ủa, chị Kimber chưa giới thiệu gì hết là chị Kimber đã mở ra rồi. Chị Kimber phải cho các em xem. Đây là hình dáng ở bên ngoài nha các em. Đó, rất là đáng yêu luôn. Cái này nó cũng rất là thơm luôn nha các em. Đây, rất là đáng yêu. Ok em ơi, và một điều rất là đặc biệt về cái món đồ chơi này, đó chính là lát nữa chúng ta sẽ push nó lên như thế này. Khi mà chúng ta push nó lên thì sẽ có rất là nhiều những cái kim tuyến hay là những cái gì đó nó sẽ phun trào ra. Chị Kimber chỉ thấy nó để đây như thế này thôi, chứ chị Kimber chưa chơi cho nên không biết. Rồi, chưa có thơm, chúng ta phải cắt ra nó mới thơm phải không nè. Cũng có một bịch giống như hồi nãy luôn rồi các em. Và để xem nó có gì nữa nha. Cái này là gì đây? Các em ơi, những cái con thú cưng ở bên này thì là những con thú cưng bình thường thôi. Còn những con thú cưng ở bên này là những con thú cưng rất là hiếm luôn đó. Còn cái này thì giống như cái hồi nãy này các em, cũng giống như là một bức thư luôn. Để chị Kimber mở ra xem ở bên trong nó ghi cái gì nha. Ủa, nó ghi cái gì mà ngắn vậy? Nó ghi là stay cool. Rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chị Kimber sẽ mở cái này ra. Cái này như là nhìn mập mạp hơn cái hồi nãy kia. Cái hồi nãy nè, còn cái này. quên, không phải mập mạp hơn mà là ốm hơn. Rồi, sẵn sàng chứ các em, chị Kimber mở ra xem nó thơm mùi gì nha. Thơm mùi. Mùi kẹo dâu. Wow, thơm quá trời luôn. Phải chi các em có thể ngửi được. Thơm quá đi. Làm gì Kimber thèm kem quá. Các em đã sẵn sàng chưa? Chị Kimber sẽ để lên cho các em xem nha. Ta-da! Wow, cái mạng dễ thương chưa kìa.
Wow, đây là con gì đây Kem? Wow, rất là đáng yêu luôn. Có cái đuôi đó nè. Các em ơi, các em hãy nhìn bé thú cưng này và các em hãy đoán thử đây là bé thú cưng nào. Các em hãy để dưới bình luận nha. Và chị Kemper sẽ cho các em 3 giây để dưới, xong rồi chị Kemper sẽ đọc cái miếng này để xem nó là cái con gì nha. Đó, các em hãy nhìn kỹ đi, chị Kemper chuẩn bị đếm nha. 1 2 3 Hết giờ. Rồi bây giờ chị Kemper sẽ nhìn xem bé thú cưng này là bé gì đây. Bé gì ta? Em đã đoán ra chưa? Chị Kemper đã thấy rồi nha. Bé thú cưng mà chúng ta có được đó chính là bé này. Người ta ghi là The Monkey. Monkey có nghĩa là con khỉ đó các em. Đây con khỉ. Chị Kemper nhìn vô chị Kemper cũng chẳng biết con gì luôn. Đây có cái đuôi nữa nè, cũng giống con khỉ ha, nhưng mà đây là một phiên bản khỉ rất là dễ thương. Ồ các em ơi, chị Kemper quên hỏi là các em có đoán đúng hay không. Các em có đoán đúng hay không nha? Chị Kemper nghĩ là các em đoán đúng tại các em thông minh. À, thơm quá đi. Đây là chú khỉ thơm nhất rừng luôn. Thơm nhất chuồng luôn á các em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một phần rất là quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ cho bé khỉ vào trong này nha. Rồi, cho bé khỉ vào. Các em đã sẵn sàng cho buổi tiệc này chưa? Bây giờ chị Kemper sẽ push cái này lên và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra nha. Sẵn sàng chưa các em? 1, 2 Để chị Kemper lùi lại ha. 1, 2 Ồ 1, 2, 3 Rồi, một bãi chiến trường luôn các em. Wow, ở trong này có rất là nhiều kim tuyến hình dài như thế này, rất là đẹp. Wow, cái này mà cho vào trong slime là rất là đẹp luôn á. Đẹp hả các em? Kem ơi, con thú chị Kemper nó bay ra mất tiêu luôn rồi. Lát nữa chị Kemper tìm. Còn bây giờ thì video của chị Kemper đến đây là hết rồi. Nếu mà các em muốn chị Kemper mua đồ gì về chơi thì các em đừng quên để dưới bình luận cho chị Kemper biết. Và đừng quên vào trong channel Kemper Channel. Và đừng quên vào trong Kemper Channel mỗi ngày vào lúc 4 giờ chiều nha. Tại vì ngày nào chúng ta cũng có video mới cả. Ok, chị Kemper tạm biệt các em. Yêu các em rất là nhiều. Bye bye.